nhà anh Thảo đầu cao, mỗi lần đi lên hợp tác với đối tác này kia lên lên đầu em không dám nhầm xuống. Vậy là ở chung cư không được rồi đó. Em thì em chưa có mối tình nào hết, dạ chỉ là nhắn tin thôi, nhắn tin nhưng mà tự nhiên có người thì nhắn tin cũng rất là hợp, rồi tự nhiên người ta không nhắn tin nữa, không biết là tại sao. Xin mời nhà gái. Chào em, mời nhà gái ngồi nào. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em. Rồi mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ xin chào chị Ngọc Lan, anh Quyền Linh cùng với tất cả khán giả đang xem chương trình. Thì em tên là Nguyễn Thị Ngọc Tú. Dạ em 25 tuổi, em đến từ Tây Ninh và hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tú làm gì Tú? Dạ em đang làm giáo viên mầm non ạ. À ở quận mấy? Dạ ở quận Tân Bình ạ. Rồi mời em trai. Dạ anh chào chị Nguyễn Linh. Dạ chào chị Ngọc Lan, em cũng đến từ Tây Ninh. Ủa? Ừ. Hay vậy? Dạ hiện giờ em làm kinh doanh tự do ở Củ Chi. Em tên họ là gì? Dạ em tên là Hồ Bình Tân. Tân là sinh năm mấy nha? Dạ em sinh năm 1995. 95 luôn. Dạ. Rồi bên kia 97. Dạ. À. Hai bạn cùng quê với nhau đó, hỏi xem coi có gần nhà nhau không? Hỏi đi Tú ơi. Dạ anh ở khu vực nào ạ? Dạ anh ở khu vực Châu Thành. Châu Thành. Dạ là xa hơn nhà em ở Dương Minh Châu ạ. Chỗ anh lên chỗ em chừng 30 phút rồi. Cũng không sao. Bây giờ mình nói ưu điểm, khuyết điểm cho hai bên cùng nghe đi. Rồi, Tú nói trước nào. Dạ, thì ưu điểm của em thì là em biết nấu ăn nè, em vui vẻ, em lạc quan. Trong cái mùa dịch Covid vừa qua là em tăng lên 3kg là mọi người biết em là lạc quan như thế nào. Dạ, mặc dù là bị mất khẩu vị nè, xong rồi mất khứu giác nè, không ngửi, không ăn được gì hết trơn á. Là ăn không có mùi vị gì nhưng mà như là cũng tự nấu xong rồi tự ăn xong rồi. Vẫn tập thể dục xong rồi vẫn làm vui vẻ nghe nhạc vậy đó, nói chung là rất là lạc quan, rất là enjoy cuộc sống. Dạ đúng rồi. Và thêm một cái nữa là tại vì em làm mầm non nên em rất là sáng tạo. Dạ em có thể là làm đồ chơi này không à, nói chung là em xem mấy cái gì mà em thích mà em nghĩ là em làm được thì em thường làm handmade. Dạ thì giáo viên mầm non thì rất là năng lượng ha. Dạ rồi tôi mời Tân. Điểm mạnh của em là được mọi người tin tưởng dữ lắm. Với lại được em cũng biết nấu ăn. Còn điểm yếu của em là đặc biệt là sợ cô đơn, sợ ma. Sợ cô đơn, sợ ma. Sợ cô đơn, sợ ma nó hợp nhau đó. Muốn không cô đơn thì phải có người. Có người cho đỡ sợ ma, đúng không? Dạ. Rồi, còn gì nữa? Vậy sợ độ cao. Mỗi lần mà đi lên hợp tác với đối tác này kia, lên đầu á. Em không dám nhòm xuống. Vậy là ở chung cư không được rồi đó. Mời nhà gái cho tôi biết đường tình trường bên đó sao nè. Dạ. Em thì em chưa có mối tình nào hết. Dạ. Chỉ là nhắn tin thôi. Nhắn tin nhưng mà tự nhiên có người thì nhắn tin cũng rất là hợp. Rồi tự nhiên người ta không nhắn tin nữa, không biết là tại sao luôn. Không có làm sao á. Là tôi thấy cô giáo rất là xinh luôn á. Dạ. À, em có nhắn chửi người ta gì không hay là? Em có nhắn chửi người ta gì không hay là? Dạ không, không có nhắn gì hết trơn á. Thì y như là bạn đó là nói những cái lời y như là ngọt ngào đó. Ngọt ngào quá mà. Ví dụ như là anh nhớ em rất 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 là nhiều. Hay là hôm nay sao mà anh yêu em nhiều quá. Nói chung là cảm giác y như là những cái lời giả dối vậy đó. Mà chưa gặp gì hết trơn. Dạ mà đúng vậy. Rồi. Xong rồi em mới nói là em thì em thích lời nói hơn là hành động. Em không có thích. Nói chung là em không phải là kiểu con gái là thích lời nói mật ngọt đâu. Thì bạn đó mới nói là trời ơi, coi chừng ế rụng nụ. Coi chừng ế rụng nụ. Em mới nhắn lại cho bạn đó một câu là anh nhắn một tin này là em không biết nói gì luôn. Xong rồi cái bạn đó xin lỗi. Xong rồi không nhắn nữa. Cho ông rụng nụ luôn đi. Cho ông rụng nụ luôn đi. Dạ à, đúng rồi. Ông nhắn kỳ lạ vậy. Tự nhiên nhắn cho mình. Chưa gặp ta gì hết trơn mà đòi yêu rồi. Ừ. Thấy người con gái kia thấy tội không em? Toàn là yêu qua tin nhắn không? Em sao có yêu qua tin nhắn không? Dạ em không có yêu qua tin nhắn được. Ừ. Em thì không có nói chuyện được giỏi giang như anh ta. Mà em được em hành động. Chào nhà trai. Dạ, hành dạ. Động hả? Dạ. Nào giờ mình hành động mấy lần rồi? Dạ từ đó giờ em cũng định hành động mà chưa ai cho em cơ hội được nhiều hơn. Đó là định thôi. Dạ. Chứ chưa hành được. Dạ dạ đúng rồi chị. Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em cũng được 2 mối tình. Dạ một mối tình là 10 năm với mối tình 2 năm. Dạ một mối tình là 10 năm với mối tình 2 năm. Ui. Mối tình 10 năm đó làm ly bi đát rồi nha. Dạ không có làm ly bi đát đâu chị. Tại chẳng qua là công việc của em là trước đây em cũng đi theo nghề bếp.
em hay giữ hộ. Ước mơ của em là nấu ăn cho các bạn nữ thôi, mình có thể nấu ăn cho ngoài và cho gia đình mình để bạn nữ của mình không chịu cực khổ như mình thôi. Cái nhiều khi trong thời gian học bếp á là trong vòng 10 năm nó cũng đi đi về về cũng thân bạn rồi xong cũng về dẫn bạn đi ăn uống, cái dần dần khoảng cách xa nhau quá nên tình cảm cũng nhạt phai theo thời gian chị. À, em cũng nhận ra được rằng là do mình thiếu sự quan tâm tới bạn gái đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi vậy bây giờ mình có đủ thời gian để mà mình bắt đầu một cái mối tình mới và mình chăm sóc nó được chưa? Dạ thì sau lúc được hai kinh nghiệm mối tình đó là em chấp nhận là có bước thêm một bước nữa để chăm sóc bạn nữ. À, rồi giờ cái mong muốn em có một người bạn gái như thế nào, nói chị Lan nghe coi. Dạ em chỉ mong muốn là bạn gái yêu cầu nhỏ nhắn được để em có gì bảo vệ cho bạn gái. Nhỏ xíu luôn. Có một chút à. Bảo vệ cô giáo mầm non được, cô giáo bên kia dễ thương lắm. Rồi gì nữa? Dạ em chỉ mong bạn gái là tin tưởng ở em là được rồi. Còn mọi chuyện cả thế giới để em lo. À, cả thế giới để em lo. Dạ. Hay, hay lắm, bản lĩnh lắm. Yên tâm, có người nấu nướng ăn. Nhưng mà kêu bảo cả thế giới để anh lo nhưng mà thấy sợ ma là thấy hơi hơi bị hơi khủng nhau nhưng mà không sao, em không sợ. Thấy thấy cô giáo ghê chưa? Ma thôi, cả thế giới lo trừ con ma để em chỉ lo. Chỉ có sợ ma sợ độ cao thôi. Thôi còn em muốn một mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Chỉ cần chân thành là được rồi. Anh kia chân thành đó. Dạ, có công việc ổn định. Ổn định luôn. Dạ, vậy là đúng rồi. Chiều cao, chiều ngang, chiều dọc gì đó. Có muốn siêu mẫu hay là chân dài, chân ngắn gì không? Dạ, không, em nói chung là cao hơn em là được rồi. Bao? Dạ. Bao cao? Với lại là nếu mà có thêm một chút xíu tài lẻ, ví dụ như hát, đó cũng rất là hay. Tại vì em rất thích người hát em nghe. Rồi, chút mở màn coi hát được không nha. Đúng, mở màn cái bắt hát liền đúng nha. Đúng rồi. À. Rồi, em đi với ai em gái? Dạ, hôm nay em đi với chị của em. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, em chào chị Ngọc Lan. Dạ. Em là chị ruột của bạn Tú. Chị thấy là cái bạn trai bên này thì cũng dễ thương, nhìn mặt cũng sáng sủa đó. Nói chung cũng lanh lẹ đó. Hai em hôm nay gặp nhau cũng là một cái duyên. Nếu được thì hai em cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Hai người có duyên có nợ với nhau thì thời gian sẽ trả lời tất cả. Rồi, cảm ơn em gái. Đi với ai cưng? Dạ, bữa nay em đi với bạn thân của em. Sao em trai? Anh thấy sao nè? Yêu cầu của nó mong muốn là nhỏ nhắn thì nhỏ nhắn có rồi đó. Tú muốn một người thật thà thì này là bao thật thà rồi. Tại vì anh đi chơi chung nó 10 năm rồi, thấy nó cũng ngu khoái chơi hoài đó. Thấy gì? Thấy nó ngu. Trời ơi. Khoái chơi hoài vậy đó. Thôi. Mong sao hôm nay có người yêu nha. Em nhìn bạn của bạn làm hiểu rồi đó không? Cũng hiền khô à. Dạ. Thôi được rồi, mở rào cho hai bên gặp mặt coi nha. Mở rào. Anh đến đây chương trình có món quà tặng em. Dạ. Dạ. Quá dễ thương. Món quà gần bằng Tú luôn á. Ờ, dễ thương quá à. Đây là cái món đặc sản ở ngay chỗ anh làm việc. Tại nhiều khi là mấy món cao sang không có chứ đặc sản là có. Dạ. Em cảm ơn. Dạ. Có cho MC ăn không em? Dạ được chị, không sao. Dạ thì em cũng có món quà tặng anh. Quá. Dạ. Này là cây xương đồng, này là tự tay em chọc. Dạ. Cảm ơn em nhiều. Dạ. Anh sẽ chăm chọc kỹ. Dạ, cái này cũng là em vẽ lên, cái hình ở trên đó cũng là em vẽ lên luôn. Chứ cái này là anh cầm theo đường hoài luôn, không dám gói. Dạ. Đứng nó hát luôn. Hát, đó, đúng. Hát kìa. Em cũng thông cảm đi, anh tạm thời lên đây tâm trạng cũng hơi ổn định nên chưa chuẩn bị kịp bài. Không, hát đại bài gì cũng được, tao muốn hát mà. Không hát cô giáo là mầm non hát nè. Đúng. À, vậy thì em hát thì anh mua phụ họa cho em. Đúng rồi. Dạ. Bỏ cái đó xuống đâu. Dạ, mình không hát thì... Đó, cái dễ đến đây không hát thì hò. Dạ. Không phải con cò ngóng cổ mà nghe. Mừng luôn em. Dạ. Em xin hát bài là Nếu Như Anh Đến. Nếu như ngày anh bước đến vì anh đã yêu thương em, hãy nói với em chân tình, trái tim đừng làm em bối rối. Biết đâu khi ngày mai thức dậy, yêu thương kia mong manh từ cơn gió bay qua. Dạ. Rồi, anh nói câu được không? Dạ. Em mới vừa cắt giọng hát lên là anh cảm thấy anh rụng tim rồi. Anh rụng tim rồi. Các bạn. Rồi, về ghế ngồi đi các bạn. Đó, các bạn cảm nhận về nhau. Cảm nhận của anh lần đầu tiên thấy em như thế nào?
Thì đầu tiên cảm nhận của anh là quen một người bạn gái chung thể nhỏ nhắn để anh bảo vệ. Nếu em biết nấu ăn thì quá ok với anh luôn. Nếu mà em đứng số 2 là không ai dám đứng số 1 trước mặt anh luôn. Hồi nãy thì hai MC chưa có hỏi về khuyết điểm của em, thì anh có muốn biết về khuyết điểm không? Khuyết điểm á thì cho anh tìm hiểu coi như một câu hỏi đi. Dạ. Anh cũng có khuyết điểm em muốn biết không? Dạ. Khuyết điểm lớn nhất của anh là chính là mù đường. Thôi vậy chết rồi, em cũng là khuyết điểm của em luôn. Dạ. Giờ dạ, có dạ. Google các bạn ơi. Cho anh hỏi một câu. Dạ. Ba mẹ em có khó không? Theo em thấy thì ba mẹ của em dễ. Nếu mà đối với em dễ thì chắc chắn anh qua nhà chơi được. Dạ. Em còn muốn hỏi anh nữa không? Muốn hỏi là anh có thích con nít không? Thường thường anh thích con nít với lại thường thường là anh thích thú cưng vậy thôi. Anh thích thú cưng? Thú cưng chứ nít nữa. Tại hai cái đều nhỏ nhắn mình có thể lo lắng được bảo vệ cho nó. Dạ. Em có cảm nhận gì khi gặp anh không? Em thấy anh rất là dễ thương. Nhưng mà em có cái quan niệm là em không có tin vào tình yêu sét đánh. Em chỉ có tin vào cái ấn tượng của mình dành cho nhau thôi. Như là mình quen nhau là mình có ấn tượng như thế nào. Còn sau đó yêu hay là thương gì đó thì mình phải tìm hiểu nhau lâu dài nữa. Theo em thôi, em không thấy là khi nào mình nhìn một cái mà yêu liền được hết trơn á. Tình yêu sắc đánh chỉ có trong truyền thuyết thôi. Mình phải dạ. Tìm hiểu lâu dài. Đúng rồi, chỉ có mình yêu như mới gặp nhau thì mình thấy ấn tượng về nhau, mình thấy thích nhau thôi. Không phải là vậy chứ, em quen một người bạn trai thì anh không biết quen bao nhiêu người. Nhưng quan trọng là nếu em chấp nhận cho anh cơ hội thì anh sẽ trân trọng cơ hội đó. Cũng như giống như là trân trọng cây xuân rộng em đã từng trọng cho anh. Dạ. Bây giờ Tân bước tới nắm tay Tú ha. Đối diện với Tú để mình trao nhau một cái cảm xúc ban đầu xem thế nào. Bước tới đi Tân. Dạ. Anh mượn tay em nắm. Nắm hai tay luôn. Nhìn thẳng vào mắt nhau. Đó. Rồi hỏi đi. Em có hay ghen không? Dạ. Em nghĩ là em không có ghen. Tại vì em tin tưởng. Dạ. Em tin tưởng người bạn của em. Dạ. Em thích con trai hay con gái? Em thì em bé nào em cũng thích hết. Dạ. Thì dạ. Phải không có lòng mình cứ thích không được. Dạ, cái đó thì còn tùy vào quá trình của mình tìm hiểu nhau. Nếu mà tìm hiểu nhau mà thấy mà thích nhau quá rồi thì cũng có thể là một năm hoặc là ít hơn. Còn nếu mà tìm hiểu mà thấy vẫn chưa hợp thì có thể tìm hiểu lâu dài hơn nữa. Em có sợ ma không? Dạ không. Riêng anh rất là sợ. Mà anh sẽ vì em đối diện với nỗi sợ đó. Rồi, Tân nói hết những cái gì mình suy nghĩ về Tú đi Tân. Nói chung thì dòm em rất là dễ thương. Dạ. Đặc biệt là xinh đẹp. Anh cũng hơi tụng tim rồi đi. Dạ. Được. Rồi, các bạn về vị trí. Quyết định bằng suy nghĩ của mình, quyết định bằng trái tim của mình nha các bạn. Nếu chúng ta cảm giác đúng rồi, bấm luôn. Nếu mà chưa đúng, không cần bấm. Nhường nút bấm cho người khác. Bắt đầu. Một. Hai. Ba. Chúc mừng. Nào. Chúc mừng hai bạn. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, nắm tay nhau đi Tân. Hai bạn này là vừa sai vừa rất là hợp. Vừa đúng. Cùng suy nghĩ, cùng sai, tất cả mọi cái đều rất là tương đồng với nhau. Nào. Tân. Dạ. Hùng đầu tiên. Chị gái cho em phép hùng bạn Tú tí xíu. Chút hùng xíu. Tí xíu. Hùng chút xíu rồi nha. Hùng gì đâu mà gỉ cái đầu nó vô chút xíu. Hùng nhẹ nhàng nó đỡ cái cầm lên. Hùng nhẹ nhàng lên má. Làm lại coi nè. Đó gì đó. Đó. Cho nó tình cảm lãng mạn. Chúc hai em hạnh phúc. Dạ cảm ơn. Mời nhà trai. À, ngồi đi. Mời nhà gái. Chào em, mời em ngồi. Bây giờ mình nói lớn lên cho bên kia nghe luôn nha. Vâng. Mời em trai. Em là Nguyễn Duy Nguyện, có thể gọi là Ý Nguyện. Cho em gửi lời kính chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan cùng quý vị khán giả đang trong trường quay cũng như đang xem truyền hình trên bản môn hẹn hò. Cho em gửi lời kính chúc sức khỏe, phước lành, phước thuận tới tất cả mọi người trên lãnh thổ của Việt Nam mình. Cảm ơn Nguyễn rất là nhiều. Nguyễn là quê ở đâu? Dạ, em thuộc người miền Trung, người quân của xứ Thanh. Là Thanh Hóa đó. Vâng. Ừ. Rồi Nguyễn làm công việc gì vậy đó? Em sống, học tập và làm việc bên Hàn Quốc khoảng 15-16 năm. Nhưng mà hiện tại thì em về, em đang học cao đẳng Đông Y ạ.
À, tức là em làm việc bên Hàn Quốc 15-16 năm. Vâng. Mình làm gì bên đó Nguyễn? Em học tu nghiệp sinh, sau đó em ở lại em làm việc luôn. 15 năm làm việc bên đó chắc cũng tích lũy được khá khá để về để làm ăn ha. Dạ, chăm sóc vợ con gia đình được. Tốt ạ. Rồi sau này rồi sẽ lập nghiệp ở Thanh Hóa luôn. Trên lãnh thổ Việt Nam thì ở đâu em cũng sinh sống được. Rồi mời nhà gái nào. Em tên là Trinh, em đến từ Thanh Hóa, em 29 tuổi. Hai bạn cùng quê. Hiện tại em đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em đang làm công việc gì Trinh? Dạ em ở một tiệm spa nhỏ và có chạy marketing cho bác sĩ. Trinh là vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa Trinh? Em vào được 2 năm rồi ạ. Rồi bây giờ mình cho bên nhà gái biết chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của mình đi Nguyễn. Vâng, ưu điểm của em thì em là người sống có trách nhiệm và nghĩa vụ, sống tuân thủ luật pháp, tất cả bên máy móc kỹ thuật các thứ em làm rất là tốt, chỉ cần giao cho em cái còn khâu hoàn thành thì các thứ là cứ để em lo. Còn nhược điểm của em thì em sống lương thiện quá so với xã hội. Vâng. Hả? Nhược điểm là gì? Rất là tốt. Vâng. Đâu đó còn một vài điều chưa tốt thôi. Vâng. Ha? Nhưng mà thật ra trong tâm con người của tất cả mọi người ai cũng có cái tâm tốt cả, hướng thiện cả. Vâng. Nhưng mà đâu đó còn một số ít người chưa được tốt là bởi vì họ cũng vì lý do gì đó thôi. Vâng. Nói chung là ưu điểm em cũng không ghét ai mà cũng không giận ai. Nam giới nhưng mà em cũng không hút thuốc, không rượu bia, không cờ bạc và em nấu ăn rất ngon. Rồi, tốt, quá tốt. Mời nhà gái. Nhà gái, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nào? Dạ, điểm mạnh của em là em rất là biết điều. Cái đó hay đó em. Có nhiều người biết rất là nhiều thứ nhưng biết điều không biết á. À, điểm yếu của em là hơi khép kín. Ví dụ như là lười đi chơi, thích ngồi một mình. Có khi nào tự kỷ không? Dạ không ạ. Sống tích cực, vui tính. Tích cực chứ ai hỏi kỳ vậy Lan. Chào anh. Dễ thương quá. Chỉnh chu. Chỉnh chu ha, rất là xinh xắn luôn. Ha. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn chương trình. Nè. Nguyện á phải nói là phong thái rất là nhẹ nhàng, trầm ấm. Rất là tốt luôn ha. Bây giờ hai bên đâu thử hỏi nhau về Thanh Hóa đó, em ở đâu rồi đi? Nguyện hỏi đi. Thanh Hóa thì gia đình mình ở địa điểm nào em nhỉ? Em ở Hà Trung anh ạ. À, Hà dạ. Trung anh yêu mảnh đất đó. Dạ. Hà Trung đó là vùng đất hiếu học đó em. Vậy ở gần em không Nguyễn? Dạ, vâng gần ạ. Em có thể chạy bộ sang đó. Em có thể chạy bộ sang đó. Trời ơi. Vâng. Có thể chạy bộ sang đó luôn đó. Anh bên kia hài hước quá ha. Chạy bộ nhưng mà em đi bộ được khoảng 25 km một lần ạ. Rồi vậy là em khỏe mạnh lắm rồi. Rồi bây giờ muốn lấy vợ xong ở Thanh Hóa lập nghiệp luôn á, hay là đi đâu lập nghiệp? Cứ vợ em ở đâu thì quê hương em ở đó. Vợ em ở đâu thì quê hương em ở đó. Trời ơi, hay vậy ta. Trời ơi, tôi phải đi qua tôi ngó cái anh này một cái coi. Trời ơi, ông nói chuyện sao mà ngôn tình không vậy? Em sống cực kỳ trung thực nên không phải ngôn tình đâu. Có nghĩa là em nghĩ và làm gì em sẽ nói như vậy thôi. Em chào chị. Đẹp quá nè. Nói chuyện hay quá. Nào giờ mình bao nhiêu mối tình rồi? Mới chỉ có một thôi. Sau khi tốt nghiệp phổ thông rồi, nhưng mà khoảng 19 đôi mươi. Nhưng cũng chỉ là tình cảm của hai người khi mới tốt nghiệp thôi. Cũng chỉ dừng lại là yêu thương rồi đỡ đần nhau trong công việc, gia đình với lại học tập thôi. Vậy em... là có một mối tình thôi. Vâng. Còn ở bên kia của đất nước thì em cũng có tiếp xúc rồi với các bạn sinh viên rất nhiều. Vì em làm trong môi trường cũng giáo dục. Cũng có quý mến một người bạn nhưng mà bạn ấy đang còn học tập, sinh năm 99 nên mình cũng không thể ích kỷ để lôi người ta về phía mình được. Để cho người ta còn học tập rồi giúp đỡ gia đình khác. Trời sao mà yêu mà cứ nghĩ cho người khác không? Nghĩ người khác không ạ? Thiện lành. Thiện lành đó. Em gái. Dạ. Bây giờ em có thể tưởng tượng một cái hình ảnh của người yêu lý tưởng của mình thế nào? Em mong muốn có một người yêu là có đạo đức tốt ạ. Bên đây có luôn đó. Kê luôn. Có thể lực tốt ạ. Thể lực đi bộ 25 km một lần mà biểu. Gì nữa không? Có đủ khả năng để lo cho gia đình vợ con. Đủ khả năng ở bên Hàn Quốc 15 năm. Tích lũy được nhiều rồi. Hồi nãy người ta nói đủ lo cho vợ cho con luôn rồi đó. Và dễ tính ạ, không khó tính. Anh nói dễ anh ạ. Cực kỳ dễ tính em ạ. Mình không thích đàn ông điểm nào? Em không thích đàn ông là uống rượu ạ. Uống rượu và đỏ đen như cờ bạc cá độ. Em trải qua những cái mối tình trong cuộc sống là mấy mối rồi nhỉ? Dạ, em đã từng ly dị rồi. Một lần cách đây 2 năm ạ. À, vậy có con chưa? Dạ, em chưa. Em lấy chồng được hơn 1 năm thì em ly dị.
Còn lấy con năm là ly dị luôn đó hả? Dạ. Chắc sóng gió cũng lớn lắm hay sao? Dạ. Hai em kết hôn thì phát hiện được là anh ấy không có khả năng sinh con, nên là em muốn là gia đình thì cần phải bền chặt, phải có con vợ chồng thì mới có thể đi được lâu dài, nên em có khả năng không? Vâng. Em mọi việc đều làm tốt. Rồi có khả năng sinh con không? Cái đó thì nếu mà bạn gái cần thì trước khi yêu đương thì kết hôn có thể là đi kiểm tra bên y khoa. Trời sao vậy? Thật thà dữ vậy trời. Sống thử được không? Sống thử không được. Đi kiểm tra y khoa thì được. Đó đàng hoàng tử tế. Nếu có một người đàn ông đề nghị sống thử để mình coi có khả năng sinh con không thì em thấy sao? Dạ em cũng không đồng ý ạ. Bởi vì là tính cách là khép kín và lười tìm hiểu nên là mới nhờ chương trình. Ok, thôi để mình họ gặp nhau đi. Dạ, để trò chuyện tiếp. Giờ mình hỏi gia đình nè. Em đi với ai em gái? Em đi với lại bác sĩ là đồng nghiệp của em. Bác sĩ Hà. Dạ, chào nhà gái. Em chào anh Quyền Đinh và chị Ngọc Lan. Dạ. Em là bạn làm cùng cơ quan cũ với Trinh. Mình hỏi thêm là làm bên Hàn Quốc ấy, thì tất cả cái nghề của mình ở bên Hàn Quốc ấy, bây giờ mình về Việt Nam mình có làm nữa không, hay là mình học mà mình làm nghề mới? Đều được ạ, nhưng mà em muốn làm chủ hơn. Hiện tại thì em đang học nghề đông y ở trường. Gia đình em cũng có truyền thống làm bên đông y, chữa bệnh cho bà con ạ. Ok, thế thì em có nhận xét sơ qua như này thì về một số cái tiêu chí bạn đưa ra thì em thấy là cũng tạm ổn. Vâng. Thì hy vọng rằng hai bạn sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu sâu hơn. Chúc hai bạn thành công. Vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn nhà gái ạ. Anh đi với ai? Dạ, em đi với các anh, các chị, họ của em. Chào MC Quyền Linh, chào Ngọc Lãng. Tôi là chị dâu của em Nguyễn. Thì em Nguyễn em đó, sống là rất tình cảm. Đi làm ở bên Hàn Quốc một thời gian. Thì bây giờ em về thì nói chung là bố mẹ cũng muốn là sớm có nàng dâu. Nhà gái lúc trời thì chị thấy là cũng được. Các em đến đây là cũng một là cái duyên rồi. Thì cũng mong là các em cho nhau một cơ hội để về chung một nhà. Cảm ơn. Rồi, cảm dạ, ơn cảm chị. Ơn chị. Rồi, các bạn đã nghe góp ý gia đình này ha. Thôi bây giờ mở rào cho hai bạn gặp nhau đi nha. Mở rào. Chào anh. Em có bó hoa gửi tặng em với lại đây là sản vật ở quê hương anh, mà quê hương anh cũng là quê hương của em. Dạ. Em cũng có quà tặng anh. Để em tặng anh một quyển sách ạ. Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều. Dạ vâng. Em có thể hỏi bất kỳ điều gì về anh. Nếu mà khi mà có vợ thì tài chính anh sẽ thấy quản lý là như nào ấy? Chẳng có ai ôm cục vất vả vào người nên không bao giờ anh ôm tài chính. Dạ. Có nghĩa là tài chính anh giao cho vợ hết. Tại sao anh lại giao cho vợ? Vì anh thấy là ngại. Vì vợ thì đa phần là đi với bên là giáo dục của con cái và gắn kết con cái nhiều hơn. Cho nên những cái chi tiêu của gia đình thì nếu để vợ chủ động thì vẫn tốt hơn. Anh không ngại là về cái mảng phát triển về xã hội và sự nghiệp của anh sẽ khó khăn khi vợ quản lý ạ? Phát triển sự nghiệp của anh thì vợ anh đã là vợ anh thì đồng hành luôn bên anh rồi. Về những cái thói quen như là uống rượu này, cờ bạc hoặc là cá độ thì... Anh có thể yên cho tâm. Nếu mà những thứ đó là hàng hóa mà anh là người tiêu dùng thì những thứ đó là luôn ế với anh. Có nghĩa là rượu bia thì anh bỏ được khoảng 4 năm rồi. Tuy anh nhỏ người nhưng mà sức khỏe tốt. Dạ. Và rất yêu thể thao, những cũng là yêu công việc. Anh có thể làm công việc là 16 hoặc 18 tiếng không mệt. Vâng ạ. Lập gia đình thì giải đất hình chữ S của mình thì anh ở đâu cũng được. Vì anh đã xa nhà khoảng là 20 năm rồi, hơn 20 năm. Thì anh sống như vậy đã quen rồi. Anh đủ khả năng để sống ở đâu cũng được. Chính xác. Và nuôi gia đình luôn. Chính xác. Dạ, thế còn gia đình, bố mẹ anh thì sao ạ? Thì cha mẹ anh đang ở quê nhà của Thanh Hóa mình, chữa bệnh cho bà con rất là tốt. Dạ, và Thanh Hóa là anh nói ở đâu, anh nói đi anh. Thanh Hóa thì anh ở huyện Thọ Xuân. Dạ. Khu vực có sân bay Sao Vàng mình. Dạ, ở chỗ nào? Từ chỗ của anh mà đi sang Hà Trung của em thì anh đi bộ khoảng là 2 tiếng thôi. Đi qua đường nào ha? Đi đường lớn thì đường quốc lộ 47 xuống thành phố, gần thành phố Thanh Hóa. Đường nào ta đi tới là được rồi, không có cần phải rõ ràng gì đâu. Tới đây, em bỏ sách xuống đây. Dạ. Nãy nghe người ta nói hả? Nơi nào có vợ, nơi đó là quê hương. Đưa tay đây. Đấy. Đây luôn nè. Khi nãy anh không nghe rõ kỹ là em sinh năm bao nhiêu nhỉ? Em sinh năm 93. Cảm ơn em. Cảm ơn em vì điều gì ạ?
chứ người con gái người phụ nữ nào anh cầm tay không ạ. Nên, anh có một mối tình rồi mà, nhưng mà đó là anh cũng chưa cầm tay, chỉ là sự rung động đầu đời, còn bây giờ là người phụ nữ người con gái đầu tiên anh cầm tay. Trời đất ơi, lần đầu tiên cầm tay phụ nữ và luôn đó, nắm tay ai hết. Vâng, ừ. Có nắm tay nhưng nắm tay em gái với mẹ thôi, với lại các chị của em ạ. Nhưng mà em yên tâm, anh là thuộc diện X-Men. Giờ thấy thầy khắc là mình đưa ra quyết định thôi. Hãy bấm nút bằng cả cái trái tim của mình nha. Vâng. Giờ thì Ngọc Lan sẽ đếm. 1. Hai. Ba. Hết thời gian. Dạ gái, bấm. Dạ. Rất là xin lỗi anh, thực sự là em quá ít thời gian để em cảm nhận được cái sự rung động. Không sao cả. Cảm ơn tôn trọng cô gái rất xinh đẹp ha. Xin mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt ở đây rồi, chỉ cách có hàng rào tình yêu thôi. Mình nói lớn lên để hai bên cùng cảm nhận rồi chút xíu mình gặp mặt nhau nha. Dạ. Mời em trai. Dạ, xin thứ nhất là em xin chào chú Quyền Linh và em Si Ngọc Lan. Dạ. Rồi quý khán giả và nhà gái, em tên là Nguyễn Hồng Lộc, hay tên hay gọi là Nguyễn Hồng Dũng Mãnh Lộc. Em năm nay là 34 tuổi. À. Em làm nghề y võ sư. Y võ sư. Dạ, là em vừa là chữa bệnh với em vừa dạy võ. Luyện võ để chữa bệnh. Dạ, hay cả hai. Quá ha. Dạ. Hay, cái này hay đó. Rồi dạ, em sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Dạ, quê quán là Long An. Dạ, Long em xin An. Hết. Ở huyện nào? Dạ, Bến Lức. Bến Lức. Dạ. Thì cũng gần thôi ha. Dạ. Rồi, bây giờ tới nhà gái nè. Dạ. À, em xin chào chú Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan và mọi người đang tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Đinh Ngọc Thảo Vi, em đến từ Lâm Đồng. Hiện tại và em đang sinh sống và làm việc tại Bình Thạnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, công việc của em là dược sĩ ạ. Ồ, oh, dạ. Trời ơi, bên hai kia là... Hai người hợp với nhau vậy ta? Hay. Lộc nói ưu điểm, khuyết điểm mình cho Thảo Vi nghe đi. Dạ, ưu điểm của em là một người rất là chân thành, nhiệt tình. Mau lẹ trong công việc, thích giúp đỡ người khác, rồi hòa đồng với mọi người. Khuyết điểm là em đôi khi rất là nóng vội, hay đi. Tại cái công việc của em là đòi hỏi đi lại rất là nhiều. Dạ, yeah. Chỉ có vậy thôi. Vậy thôi hả? Dạ. Yeah. Thôi mời nhà gái. Mình nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ, ưu điểm của em thì em rất là hòa đồng, năng nổ, sáng tạo. Rồi trong công việc thì là một người rất là nghiêm khắc, em rất là lý trí trong việc mà giữa tình cảm và công việc. Còn khuyết điểm của em thì em có một chút là hơi lười một xíu trong cái tại vì trong cái công việc của em á thì là em đi làm thường xuyên quá nên thành ra cái thời gian nghỉ của em không có, nên thành ra là lúc mà có thời gian nghỉ thì em thường rất là hay ngủ để mà bồi dưỡng cái sức khỏe để mà đi làm tiếp á. Rồi còn một cái khuyết điểm nữa đó là em là một người sống rất là tình cảm, một người tình cảm rất là sâu nặng. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ năm. Trời ơi, năm hả? Ông kia ông bận dữ lắm á, ông không có thời gian, ông gấp gáp, ông vội vàng đi chữa bệnh mà ông có tới năm mối tình lận. Tôi đi qua tôi coi cái ông này qua vội. Dạ chào. Sao vậy? Mình gấp gáp vội vàng quá mình không có thời gian mà mình tới năm mối tình lận. Dạ, tình đầu là tình lúc mà cấp 3 đi học. Là em đơn phương người ta. Rồi đơn phương thôi không. Là 8 năm nhưng mà nói chung là đơn phương 8 năm luôn. Họ không có chấp nhận được nên em bỏ. Tức là em đơn phương từ cấp 3 cho tới đại học, đại học luôn. Yeah. Wow. Rồi mối tình thứ hai thì cũng rất là sâu nặng nhưng mà rốt cuộc là đến lúc mà tính thành chuyện thì bị trục trặc. Rồi mối tình thứ ba là cũng thương nhau nhưng mà người ta phải đi định cư. Nên giữa chọn lựa là việc ở lại với lại định cư với người ta thì em ở lại nên chia tay. Mối tình thứ tư thì nó hoành lại thành đơn phương tiếp. Mấy năm? Dạ, 3 năm. Nữa mà, hả? Dạ. Vậy là 11 yêu, năm yêu đơn phương rồi đó. Dạ. Rồi mối thứ năm? Mối thứ năm thì nói chung là em rất thương người ta nhưng mà bạn đó cũng rất là tốt. Gặp nhau trong lúc đi thiện nguyện. Cũng tính đến chuyện hôn nhân nhưng mà
lúc đầu quen á thì hai bên rất là thoải mái, về sau là bạn đó nói chung là bạn không có thông cảm cho công việc của em được, với lại kiểm soát em quá nên em bị ngợp, nên thành ra hai bên bất hòa rồi xong chia tay. Mấy năm? Dạ mới khoảng 2 năm rưỡi trước. Yêu khoảng 2 năm rưỡi? Dạ yêu khoảng 3 năm rồi chia tay khoảng 2 năm rưỡi. Ông này cả cuộc đời ông dành cho tình yêu sao ta? Yêu không cũng có hơn 20 năm rồi đó. Rồi em gấp chỗ nào? Dạ. Em gấp gấp vội vàng chỗ nào? Trong công việc thôi chị. Em học lẹ, em muốn làm lẹ, và tại vì nhiều khi trong cái môi trường em hay đi làm từ thiện, thiện nguyện á, thì em ngại cái chuyện mà để người bệnh nhân hoặc là những cái người mà khổ á, họ phải chờ á, nên tính em đôi khi những cái lúc đó em hơi nóng, do gấp gáp mà cái công việc nó chưa thành là nó sẽ hơi nóng, nhưng mà sau này nó kiểm soát được, bớt được nhiều lắm rồi. Dạ giờ là đầm hơn nhiều so với xưa. Đầm hơn nhiều. Dạ. Trời, có giỏ mà nóng nữa nguy hiểm. Em có thể chữa bệnh cho nhiều người nhưng không thể chữa lành những vết thương trong tình yêu. Trời ơi. Dạ đúng. Tôi qua bên đây coi sao có bị vết thương tình yêu nào. Dạ chào chú Quỳnh Linh ạ. Xin chào. Dạ. Nãy nghe nói tổn thương về tình yêu đó hả? Dạ vâng ạ. Nặng không? Dạ cũng nặng á. Cũng nặng hả? Dạ. Tôi có thầy hồi lo. Dạ. Hồi nhà trai tôi lo chữa lành những vết thương bằng tình yêu, bằng thảo dược hay bằng khí công. Được không? Ừ, để coi thành ý của đàn trai ạ. À, mấy mối tình rồi? Dạ em thì có hai mối tình. Hai là, mối. Dạ hai mối tình sâu nặng luôn. Là mối tình thứ nhất là năm 2 đại học. Rồi dạ, mấy năm? Dạ quen nhau sắp được 2 năm. Sắp được 2 năm. Dạ thì sao chia tay? Dạ thì chia tay tại vì ảnh với là em á là tính ra là thanh mai trúc mã luôn. Là cùng quê, hai anh em là học cùng nhau. Ừ. Nhưng mà gia đình ảnh ngăn cấm hai đứa bởi vì là hai đứa không hợp tuổi. Dạ. Vậy là hai đứa nghe gia đình bỏ luôn. Dạ thì ảnh lúc đầu là không nghe gia đình, nhưng mà sau đó thì là nhiều người ngăn cấm quá, xong rồi cái ảnh bị nản, xong rồi khổ một cái là xong rồi ảnh lại có một người con gái khác, và thế là em quyết định là chia tay. Dạ em quyết định chia tay. Còn người thứ hai á thì là tụi em quen nhau sắp được 1 năm thì anh ấy sắp được 1 năm với sắp được 2 năm không ta, nó chưa có trọn vẹn dạ, sắp được đúng rồi á. Dạ chưa, dạ chưa được trọn vẹn. Dạ thì tụi em chia tay cách đây cũng được gần 2 năm rồi. Thì anh ấy là ảnh về quê. Ảnh về quê thì ảnh có cầu hôn em, cũng có ngỏ lời, nhưng mà em không có đồng ý theo ảnh về quê được. Tại vì gia đình em chỉ có 2 chị em thôi. Chị em thì có gia đình rồi. Thì em rất muốn là ở gần ba mẹ nhất có thể, để mà có thể chăm sóc ba mẹ được. Em với ảnh không đồng thuận với nhau, nên là thành ra là tụi em chia tay. Trời ơi, rồi dạ. Bây giờ ở đây người ta ở đây thành phố Sài Gòn mà gốc gác ở Long An nữa chứ. À, dạ, giờ có, được có trở ngại gì không? Dạ, thực ra thì nếu như mà được thì giả sử em với bạn nó nhân duyên á, thì hai đứa có thể là làm ăn ở Sài Gòn được ạ. Không, ở thành phố Hồ Chí Minh là làm dâu luôn đó. Làm dâu luôn ạ. Ờ, tại vì nãy anh nói mà. Dạ, em là nghe. Làm dâu đó. Dạ. Được không? Nếu như mà, thực sự mà nói thì em cũng rất là sợ làm dâu. Nhưng mà có một cái là nếu em có thể ghi điểm cho mẹ chồng đó, em nấu ăn rất là ngon. Được. Làm dâu không có gì sợ chứ, nấu ăn mẹ chồng thích là được rồi. Dạ. Làm dâu giờ sướng lắm. Mẹ chồng lo hết từ A đến Z luôn á. À, dạ. À, không có gì phải sợ, không phải như mẹ chồng nàng dâu ngày xưa đâu. Dạ. Giờ mình muốn tìm một người yêu như thế nào nè, một yêu dạ. Lý tưởng đó, à, tiêu chí sao? Dạ vâng, người yêu lý tưởng của em thì em hy vọng là anh phải cao hơn em rồi đó. Cao hơn em hả? Dạ vâng. Chưa biết. Ừ, cái này không đo được. Dạ. Gì nữa? Dạ, sáng sủa. Sáng? Sáng. Ừ. Sáng sủa, trưa dạ. Sủa gì đó ha. Sáng sủa. Tối sủa luôn. Được. Dạ, nếu mà đẹp thì càng tốt, còn đẹp nha. Không thì ảnh nói chung là nhìn dễ nhìn là được ạ. Anh này dễ nhìn phong dạ. Trần. Anh này dễ thương võ lắm. Võ sĩ mà. Là... Dạ. Dạ. Em thích tính cách của người đàn ông là hào phóng, không gia trưởng. Không gia trưởng. Có thể là phụ giúp cho công việc gia đình, tự như là san sẻ công việc nội trợ với là vợ, tại vì cả hai người đều đi làm. Nếu như mà nhậu nhẹt hả? Thì nhậu cũng được, nhậu càng tốt, nhậu với em. Nhưng mà em không thích một điểm đó là không nên hút thuốc. Nếu không, mà không thuốc không thầy dạ không, không hút mấy thuốc người lá. Ta đi chữa bệnh thầy mà. Này ít có hút thuốc lắm. Rồi dạ. Được ha. Dạ đúng rồi, rồi vậy khỏe rồi đó. Trời kia đáp ứng khoảng nhiêu phần trăm vậy? Dạ khoảng được 80%. 80 dạ. Không, theo chị là chị thấy nhiều hơn á chứ, em khiêm tốn á. Dạ. Nhiều hơn đó. Tiêu chí chọn bạn gái của mình đi. Dạ tiêu chí chọn bạn gái của em thì cái bạn đó là một cái người biết thương yêu gia đình. Nên là như bạn bên kia nói là bạn đó rất là thương yêu cha mẹ. Cái đó là em thấy rất là tốt. Tại vì bản thân em là cái con người vì công việc nhiều quá rồi. Nếu mà cái người bên kia của em mà cũng vì công việc nữa mà không quên cha mẹ là không có tốt.
Nên chỉ cần là cái người biết thương yêu gia đình, biết quan chia sẻ với người khác, biết thông cảm với công việc của người khác, thì đối với em là rất tốt rồi. Cao thấp mập ốm đối với em là chỉ cần dễ nhìn, vui vui tính tí xíu là được. Vui. Con gái đi với ai? Dạ, em đi với ba. Ba? Dạ. À, rồi. Dạ, con xin chào nhà gái. Xin chào anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan. Hai MC là rất dễ thương. Và tôi cũng nói nữa là cách đây 20 năm là tôi đam mê bộ phim Người Hà Nội. Và đặc biệt là cái chương trình Bàn Muốn Hẹn Hò thì tôi coi liên tục. Tôi là Đinh Xuân Chiến, 64 tuổi, giáo viên trung học phổ thông đã về hưu. Và kính thưa họ nhà trai, tôi thấy là cháu bên này thì cũng rất là chỉnh chu, rất là được. Cùng nghề với con của tôi, con gái tôi nghề dược, thì cháu là nghề y. Và gia đình tôi thì có hai o thôi. Một o thì ở Đà Lạt, còn một o thì đang ở Sài Gòn. Và muốn rằng là cháu nó ở gần một chút, giờ không, chúng tôi không cần phải ở đây. Bởi vì tôi và vợ tôi đều về hưu cả. Mức sống thì trung bình, không vấn đề gì, cho nên là mong hôm nay gặp các cháu cũng đó là một niềm hạnh phúc của những bậc cha mẹ. Và mong rằng chương trình này sẽ là một những cầu nối để cho các cặp chưa yêu, sắp yêu và yêu đã thành công. Hay quá. Xin chúc anh Linh và chị Lan sức khỏe, chúc tất cả chúng ta một ngày vui trọn vẹn. Xin chào mẹ. Dạ, mẹ đệ tử với lại em gái. Chào MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Dạ. Và xin chào bên người đại diện của bên nhà gái. Và xin chào Tảo Vy. Dạ, con chào cô. Cô là mẹ của Hồng Lộc. Cô cũng là một người cán bộ về đã về hưu. Và ba của Hồng Lộc cũng là cán bộ về hưu. Việc cô thì rất là thoải mái. Cô sống theo thời đại bây giờ. Cô không có quan trọng là dâu. Cô không có cần phải làm dâu hay về là phải làm công việc nhà. Đối với cô chuyện đó là không quan trọng. Cô chỉ cần con mình có tình yêu, có hạnh phúc là ok. Cô không bắt buộc phải là làm dâu, phải cực khổ như những người bà mẹ xưa. Không hề. Cô sống rất thoáng vì cô là người phụ nữ tân giống như là thời đại này, chứ không phải là thời đại xưa. Nên nếu hai con có duyên thì cái đó cũng là cái duyên đó, thì cô cũng chúc mừng nếu hai con chọn nhau thì cứ thử hẹn hò như thế nào. Đối với cô thì cô rất thoải mái, cô cũng thấy con cũng dễ thương, cô cũng hài lòng. Con là đại tử thứ tư của sư phụ Lộc, thì thực sự ra thì đi theo sư phụ Lộc thì nhận được cái tình cảm ấm áp và của sư phụ Lộc rất là nhiều, để truyền những y đức cho các đệ tử. Thì thực sự ra sư phụ Lộc ế tới ngày hôm nay cũng là vì có rất là nhiều đệ tử và dành hết thời gian cho những anh chị và cô chú đệ tử. Và thời gian thứ bảy chủ nhật thì sư phụ Lộc cũng cùng với lại đệ tử đi khắp bốn phương để hỗ trợ cho những cô chú bác ở những vùng sâu vùng xa và khó khăn. Thì thực sự ra với một ấm áp thứ hai nữa là muốn chia sẻ với quý vị là chị cũng không sợ về làm dâu, tại vì cô ở đây có một cái tấm lòng bao la. Mùa dịch thì nấu rất là nhiều những sức ăn cho những anh em đi cùng với sư phụ Lộc để chống dịch, và tình cảm ấm áp đó thì mọi người thật sự ra rất là cảm mến. Thì làm dâu thì không sợ đâu. Với lại thì chị với lại sư phụ Lộc thì cũng cùng ngành nghề, và cô thì cũng có nhà mặt tiền, biết đâu mười mốt hai người mở ra và giúp đỡ mọi người thì rất là tốt. Cuối cùng thì chúc cho chị và sư phụ Lộc có thể cho nhau cơ hội để tìm hiểu và có cơ hội để giúp mọi người nữa. Xin hết ạ. Cảm ơn em. Mở rau. Đầu đi Lộc. Dạ. Chào em. Dạ.
Em chào quà trước cái đã. Dạ. Hả? Em xin tặng cho em món quà nha. Vâng ạ, em cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà tặng cho anh. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Các bạn tặng nhau cái gì có thể chia sẻ cho khán giả biết không? Dạ, em tặng cho bạn là trà mãng cầu gai. Đây là một cái sản phẩm rất là tốt cho sức khỏe. Tại vì cái tốt nhất của nó là phòng và điều trị bệnh ung thư. Ung thư nè, đường huyết nè, đẹp da nè. Và dễ ngủ nữa. Đúng rồi. Giống như bạn nói, bạn hay muốn ngủ sau một cái ngày làm việc rất là mệt mỏi, thì cái món quà này em nghĩ rất là hợp luôn. Còn món quà mà em tặng cho anh Hồng Lộc á là một hộp vitamin tổng hợp. Thì cái này thì em mong anh là giữ sức khỏe để mà có thể làm được nhiều trong công việc hơn, kiểu như anh giúp đỡ mọi người. Và trong cái việc mà mình bây giờ mình đang dịch á, thì có nghĩa là anh sẽ khỏe hơn, nâng cao sức khỏe hơn. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn ạ. Thôi giờ múa quyền trước đi. Rồi, cái lực của thầy Lộc nè. Thì chủ yếu là em luyện võ hiện đại nên thôi, em chỉ đánh những cái bài hiện đại thôi. Đúng cho rồi ha. Vô. Ủa em, ví dụ như mình luyện khí công là sao? Bây giờ em có biểu diễn được một bài khí công ở đây không? Dạ, khí công của em là bài tĩnh nên khá là dễ luyện. Nó giúp là thông huyết hoặc huyết thôi, nó trong bát đặng cẩm thôi. Anh cũng là một người từng yêu chân thành, mối tình nào của anh cũng chân thành, nên anh rất quý trọng những người đã dùng cái sự chân thành đó cho cái tình yêu của mình. Khi mình cho đi chân thành thì đôi khi có không phải là lúc nào mình cũng được nhận lại. Thì đôi lúc người ta không đáp lại được cái tình yêu của mình, đôi lúc là duyên trời nó không có định. Thì có thể là em tổn thương, có thể em buồn, có thể là em cảm thấy đơn độc và đôi khi là mệt mỏi. Thì những như vậy mình thường mình chôn mình trong công việc rồi mình làm những cái gì đó để mình quên đi. Nhưng không có sao cả, về lâu về dài, khi mà cái trải nghiệm của mình đủ và mình gặp được đúng một cái người mà thương mình á, thì mọi chuyện nó sẽ tự nhiên, nó thành, nó sẽ tự nhiên rất là thoải mái. Chỉ là đúng thời điểm đúng lúc hay không thôi. Nên đừng có gọi là buồn quá quá để làm gì. Em nghe nói là công việc của anh phải đi nhiều đúng không ạ? Anh đi khá là nhiều. Vậy thì nếu như bây giờ nếu mà anh có người yêu, vậy thì anh có dành thời gian chăm sóc bạn gái được không? Được em, tại vì chắc là một là anh dành thời gian cho em, hai là anh rủ em đi luôn. Quan điểm của em thì nếu được đứa đầu tiên nên là con gái. Còn lại thì đẻ được bao nhiêu càng tốt. Miễn nuôi được là được rồi. Trai gái không quan trọng. Nhưng mà nếu được thì nên có một đứa con trai, để tại vì anh là đích tôn dòng họ, anh cần một đứa để nói giỏi thôi, còn lại là trai gái đều không quan trọng. Nếu em hỏi giả sử mà em không không có con trai thì sao? Đó, đúng đó. Thì cố gắng có đến lúc có là thôi. Đứa trời ơi, trời trời ơi trời. Cái này mệt á, cái này là mệt. Cái này là mệt nha. Dạ không, em nghĩ em nuôi nổi. Nhưng mà trai hay gái là do anh đó, không phải do em. Thì không, trai hay gái là do trời chứ không có do ai đó. Mình không tính được đâu, mà cứ là con là cứ nuôi nào mà được, đứa con trai là mệt đó. Mệt đó nha. Mười mấy đứa chưa đủ. Đúng rồi. Không, đến lúc mà hết nổi thì thôi bọn dừng. Kinh tế thì có thể là mình không nghĩ tới, nhưng về cái sức khỏe của cái người phụ nữ, họ sanh một đứa là thấy trời thấy đất rồi đó. Huống hồ chi mà bây giờ em nói vậy là chị thấy là tạo áp lực cho người phụ nữ tội nghiệp người ta. Người ta cứ lúc mà bầu stress đó em. Bị stress á. Ừ, cứ nghĩ là không biết chết được. Em thích đông con. Đông con thì cũng được. Nhưng mà đẻ nhiều quá khổ phụ nữ, mà đẻ không ra được đứa con trai như em mong muốn lại càng khổ hơn nữa. Dạ đúng rồi. Bên đây ta gẹt hai đứa thôi nè. Đó. Nghĩa là em càng đông càng tốt đúng không? Dạ đúng rồi. Nuôi nổi đúng không? Dạ được. Nhưng mà vợ đẻ có lo đầy đủ cho vợ không, hay lúc đẻ xong mà muốn đi đâu đi? Đó, nhiều khi vợ đẻ ở nhà cứ đi trị bệnh hoài. Thì kia. Trị bệnh cho người khác đó là một điều tốt. Dạ. Nhưng mình phải, cái gia đình của mình nó phải gọi là khỏe mạnh rồi. Tâm lý mình nó khỏe mạnh thì đúng mình rồi. Mới đủ sức mình đi điều trị tiếp cho người ta. Đẻ cho con tôi thoải mái, tôi khoái, nhưng đẻ xong bỏ đi. Ừ, tôi không có chăm. Khổ nữa. Dạ. Giờ qua mình đã thông, mình xoa bóp. Xoa, đó, nãy giờ người ta là hơi... Chỗ tài đi. Người ta hơi căng thẳng rồi đó. Em cứ thả lỏng hai tay. Thả lỏng hai tay ra, quay phía trước cái nào. Đó. Em nhìn thẳng phía trước anh ha. Bấm quyệt đi. Tê không em? Phải cái vai bên đây và cái cổ bên đây hay bị mỏi không? Dạ đúng rồi. Rồi ok. Nó rờ vô một cái là nó biết bên nào mỏi hơn bên nào rồi.
bẻ nhẹ nhẹ chừng bẻ nó đứng luôn bên luôn á. Thắt lưng thì không đến nổi rồi, thả lỏng ha. Lỏng 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 rồi lỏng, đừng rớt ra mệt rồi, xoay lỏng, thả lỏng nha, thả lỏng nha. Lỏng 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 rồi, em ngã cổ hết ra phía sau mình bẻ cho gió. Cái này có thể đứng luôn lên luôn được không? Đứng lên à? Ừ. Em để hai tay sau cổ đi. Để hai tay sau cổ nha. Không, các bạn đứng ngang đi, các bạn đứng ngang đi, máy dễ thấy dễ thấy thao tác hơn. Để hai tay sau cổ, đang ngón tay lại. Đang ngón tay lại. Ừ, ok. Rồi, thở lỏng ha. Hít. Thở. Hít. Thở. Hít. Thở. Rồi, giữ luôn, giữ luôn. Hít. Thở. Giữ luôn, giữ luôn, cứ thở lỏng. Nín thở. Rồi. Hít. Thở. Hít. Thở. Tuột tuột. Rồi. Xoay cổ lại. Nhẹ không? Ok, rồi được rồi. Khỏe không? Khỏe không? Dạ. Có không? Đỡ, rất là đỡ, rất là đỡ mọi người. Dạ. Trời hay quá à. Sẽ chút xíu về nãy giờ mình nói chuyện nhau, mình cảm nhận về nhau thế nào? Tìm cảm ứng không có, mình đừng bắt tay, giống bạn bè đối tác đó, mình nắm tay một cách nhẹ nhàng, anh yêu em rồi, rồi em yêu anh rồi đó, mình cảm nhận. Bây giờ nãy giờ mình nói chuyện, mình cảm nhận về đối phương thế nào? Mỗi người nói cho nhau nghe để hiểu hơn đó. Ví dụ như là em cảm nhận anh từ nãy giờ nói chuyện, em thấy anh là ABCD gì đó, anh cũng kêu nín thở, nãy giờ em cũng nín thở gì đó. Rồi bạn trai sẽ nói về cảm nhận đi, gặp em thấy em sao 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 đó nha. Yeah. Rồi, bắt đầu. Dạ. Yeah. Ok. Đầu tiên á là anh khá là ưng ý và khen em, tại vì em đặt cái mục tiêu cho cha cho mẹ em. Yeah. Tức là đầu tiên là em có cái sự hiếu thảo. Thì đối với anh á, khi anh ra đời nhiều á, vạn sự á, cái người mà có được cái lòng hiếu thảo thì cái chuyện gì của họ, họ cũng sẽ có cái sự tính, rồi có biết thương yêu người khác hơn. Rồi thứ hai nữa là cái công việc của em nó cũng phù hợp với anh. Thực ra thì công việc của anh nó cũng đi sớm về khuya, nó cũng không có ổn cho lắm như công việc của em, nó cũng xoay ca nhiều quá. Nên hai cái công việc nó khá giống nhau thì nó sẽ dễ mà thông cảm cho nhau hơn. Rồi thứ ba thì thấy là em là một người rất là thoải mái, năng động, rồi hòa đồng với mọi người. Rồi riêng cái vụ mà nói mà nếu mà đi nhậu mà về không có ai nhậu, ngồi vợ chồng với nhau là anh thấy vui rồi đó. Ủa hai bạn đi tìm bạn đời hay tìm bạn nhậu? Dạ vui là được rồi. Vui là được rồi. Rồi, anh xin hết. Vừa đời vừa nhậu luôn. Bạn về vị trí. Chúng ta sẽ bắt đầu quyết định bằng trái tim của mình. Mỗi bên nhắm mắt lại, kiểm tra lại, xem đây có đúng là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Đây có phải là người hợp với mình để cùng nắm tay đi suốt cuộc đời hay không. Kiểm tra thật kỹ nha. Đây là quyền quyết định của các bạn. Bấm nút hay không bấm nút là một sự suy nghĩ cẩn thận, không phải bấm để chơi. Bấm là chúng ta đưa ra quyết định từ trái tim của mình, và mình phải có trách nhiệm với cái nút bấm đó, trách nhiệm những gì mình đã nói. Mời các bạn để tay vào nút bấm. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3. Hết thời gian. Đã bấm. Hồng Lộc nói là bấm ngay luôn. Hồng Lộc suy nghĩ rất kỹ nha. Yeah. Anh thấy là Hồng Lộc là suy nghĩ rất kỹ luôn, nhắm mắt lại, kiểm tra rất kỹ, đưa ra quyết định rất đúng đắn. Chính thức trước mặt gia đình, trước mặt người lớn, trước mặt hàng triệu khán giả, các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Nào, nắm tay nhau. Không phải bắt tay nữa đây nè, vậy nè. Vậy nè. Mình đưa đang tay vào nhau. Ông yêu đơn phương không mà ông nắm không biết gì chứ. Nắm phải đúng quyệt. Dạ. Yeah. Trị bệnh đúng một quyệt thì yêu thì cũng nắm đúng quyệt nha. Dạ. Bấm hồi sao ta cười hoài luôn á. Nha. Em thấy em cười trước rồi. Được. Cảm nhận thấy vui không? Dạ Lộc? Vui. Vui. À, cảm nhận của em thế nào? Dạ vui ạ. Vui. Dạ. Bây giờ nè, có ba cô bạn gái đây. Dạ. À, có mẹ của mình ở đây. Mình hứa với người lớn gì đi. Hai họ coi như có đủ đó. Mẹ mình hứa. Hả? Dạ, không mẹ. Hứa gì đi. Hứa gì với gia đình người lớn đi. À,
thưa bác rồi thưa mẹ, hôm nay chính thức là trước mặt ba mẹ tụi con đã hẹn hò với nhau, quyết định hẹn hò với nhau. Tụi con hứa với sự chứng kiến người lớn, con hứa sẽ gì đó sẽ... nào tùy theo mình nghĩ thế nào, nói thật với suy nghĩ của mình nha. Hôm nay có bác và có mẹ con, rồi có tất cả khán giả, có anh Linh, chị Lan. Em xin phép là được tìm hiểu, và sau thời gian tìm hiểu nếu mà hợp á, thì cho hai đứa con tiến hành kết hôn. Với bác thấy làm sao thì cứ cho con xin ý kiến nha. Con lẻ lắm. Con lẻ. Bác thấy sao á? Ba thấy thương quá à. Ừ. Rất thoải mái. Dạ. Tình yêu thì nó bất chợt thôi, nhưng mà cái quá trình tìm hiểu á, trong vài tháng thì mới là điều quan trọng. Ngày xưa bác yêu cũng vậy thôi, phải tìm hiểu đấy. Dạ. Vâng, xin cảm ơn. Đúng rồi. Thông báo với nhà trai, thông báo nhà gái là có những cặp đôi lên đây, nếu mà đúng hợp, một tuần sau họ đăng ký kết hôn luôn. Mà không phải một cặp mà nhiều cặp như vậy luôn. Và họ đang vẫn cứ đang hạnh phúc, và những đứa trẻ vẫn cứ ra đời. Thành ra đây nói vậy thôi, chứ cái ánh mắt nhìn đầu tiên, cái cảm nhận đầu tiên rất là quan trọng. Anh thấy rằng là chỗ Lộc á, là cảm giác con tim bắt đầu rung động rồi. Có hợp tính, hợp nhãn, chưa có hợp vụ con thôi. Nhớ nha. Dạ. Hai ba đứa thôi, đẻ nhiều mệt lắm ai ơi. Nói vậy thôi chứ đẻ một đứa ra là ông giữ không nổi, là ông mệt lắm rồi. Ông không chừng ông không cho đẻ đứa thứ hai đó. Vậy đi. Rồi. Thôi, trước mặt chứng kiến người lớn vậy rồi, mình khỏe rồi, hai đứa cứ tự tìm hiểu và cố gắng yêu hết mình nha, chăm sóc nhau tận tâm tận lực. Thấy nắm tay rất là chặt, thấy đẹp rồi đó, thấy nó nắm là thấy nó yêu rồi đó. Được. Chúc hai đứa hạnh phúc.